Chào bác. Chào bác, Lâu lắm mới lại về quê hôm nay. Buổi sáng rất là lạnh mà chiều lại nắng ấm, rất là đẹp. Tôi về tôi mới tút lá cái cây xanh của tôi nhé, cây năm điền. Với lại cái tía ở tút cái cây đào kia để đón Tết nhé, không có là muộn mất. Xanh này để đón cho nó Tết cho lá nó đẹp. Nó bị nhỡ mất cái lứa lứa kia vì là lâu không chăm sóc thì nó ra sớm quá, không làm kịp. Cái này có lứa, có lá xanh, có lá non thì tôi bỏ hết để làm lại lứa mới. Thì mới làm một tí thì nhớ ra là quay tí, không có mấy hôm nay chẳng có video nào, nó cũng buồn, kênh cũng buồn quá. Làm được ít rồi thì nhớ ra thì để quay lại xem nó có ra gì, các bác góp ý nha. Đây. Ui rồi. Lật này nha. Thì các bác góp ý nha. Mới vặt được một phía thôi. Tỉa cho cái dăm nó dày, nó dịt lại cho nó đẹp đều. Đây. Đó, nhìn này. Tổng thể cái xương của nó nha. Đang làm cái ngọn rồi thì nhớ ra. Đấy là quay lại tí. Cây của mình không quay hơi phí đúng không? Xấu hay đẹp nó là cây của mình. Cứ đi tận đâu quay của thiên hạ. Không, trong khi mình có cây mình không quay. Mà mình làm người thật việc thật luôn chứ không phải là đi. Tôi kinh nghiệm thì còn trẻ đấy các bác, nhưng mà khá tự tin đấy các bác. Đấy, xuống lá nhé. Chia sẻ các bác là nếu mà xuống lá cho những cái cây xanh như này tôi thường dùng bằng tay. Nhất là nó nhanh, tiện, lại là giống năm điền, dăm nó rất là dày, dăm rất cực kỳ dày. Mình tuốt bằng tay này. Đấy, nhìn nhựa các bác này. Nhựa, nhựa, nhựa xanh nhé. Thì mình tuốt bằng tay ấy. Thì đây nét như này. Mình tuốt bằng tay thì nó bớt cái dăm, nhiều khi nó lại đẹp hơn. Đấy các bạn. Đấy. Đợt này thì bị quá lứa, mấy cái lứa lá kia nó mới non quá, nó vừa mới ra, nhưng mà thôi. Chơi thì không sợ mưa rơi các bạn. Rồi, tôi vặt nốt cái kia nhé. Tôi làm nốt cái kia. Đó. Gậy này hơi hơi thấp. Bệnh thằng của em cái gậy mà. Để treo camera lên mà. Đấy, cái góc quay nó không được ưng mắt lắm. Thôi, xem này con nha.
các bác là lúc đầu tôi không quay toàn cảnh của nó trước khi vặt lá thì thực sự là nó rất nhiều lá, lá non mới ra thì là rất là sót đấy các bác, nhưng mà để muốn đẹp hơn ấy, ý đồ tôi là cũng thu dậy cái rằm nó cho nó đỡ lôi thôi đấy, để Tết chơi cho nó hoành tráng thì phải chịu đau thương thôi đấy, các bác nhìn bên này tôi vừa mới tỉa này, nó dày lại, nhưng bên này là mới thì đó là của thành quả nha. Đấy các bác, tôi chả có nhiều cây cối gì đâu ạ, tiền nong mình không có vậy mình cũng chưa thực sự là có kiến thức nhưng mà chưa chơi được, chắc đôi ba năm nữa thì tính sau quá. Đấy. Bây giờ cứ chơi một số cây vốn có cái đã, vậy đi đi tích lũy kỹ năng cũng như là quay cái đẹp về để anh em trao đổi.
Đó các bác là không mang đồ đạc gì cả thì dùng tạm cái kéo này để rút răng. Đấy. Tay đây, kinh không các bác? Đấy. Gớm, thấy gớm không? Đây. Thì để được cái cây mà bác có cái bộ răng nó dày như này thôi thì cứ ở đây rồi. Cứ xuống răm nhiệt tình các bạn, không sợ đau đâu, vì là nó đang bị dày ấy. Và sau nó lên rất là mạnh. Thì một số bác mới chơi thì có thắc mắc là vì sao phải rút răm ấy? Thì các bác cứ để ý những cây mà triển lãm hay là có nghệ nhân lâu năm này, nó cây hoàn thiện ấy, thì nó phải trải qua rất là nhiều lần rút răm thì nó mới được những cái răm nó rụt dịp và đẹp, đạt tiêu chuẩn. Đấy. Vì các bác nuôi thả thì nó rất là thôi thôi, cái dài cái ngắn, không đúng ý đồ. Muốn rút răm ấy, trước khi để có răm thì các bác phân chi với lại các thứ đầy đủ rồi thì không nói làm gì rồi, để bước đây là bước cơ bản trước rồi, phân chi thứ cấp, sơ cấp các thứ để đặt những cây có cái hình thù mà như các bác mong muốn rồi ấy. Thì vấn đề là còn lại là làm răm. Đấy, thì làm răm thì khi mà các bác để lá thì làm rất là khó được cái răm đẹp, các bác chỉ chơi được cái quả tròn, tán tròn như này, không bao giờ có được con bộ răm đẹp mà lại lộ cái thân kia. Các bác phải rút hết lá đi, chút hết lá đi để lộ những cái răm ra, mình tỉa đúng ý đồ của mình sau cây nó sẽ rất là mịn và đều. Và cái thứ hai là mình nhìn được cái tổng thể của cái thân, từ thân chi cho đến tán là mình điều chỉnh. Đấy, theo cái đường răm. Đấy các bác, và được một bộ răm đẹp thì chắc chắn là phải được rút đi, rút rất nhiều lần răm. Và muốn rút được răm đẹp thì phải xuống lá đấy các bác, thì mới nhìn lộ răm ra. Đó. Như này là tạm ổn đấy các bác. Vài lần nữa là ok. Phía bên này thì khá là ổn, phía bên sau kia nó còn thiếu mấy cái chỗ kia thì tôi đang tính tiếp. Nhưng mà để rút, kinh nghiệm của tôi rút răm ấy thì chút hết lá đã, trước nhiên là chút hết lá. Sau là mình tỉa từ trên xuống dưới để định hình cây các bác nhé. Để định hình cái cây tam giác lệch nhỏ mình như thế này thì mình nên làm từ trên ngọn trên xuống để nó không mất cái form của nó, không bị hỏng cái form, từ trên xuống dưới thì dễ hơn các bác. Đấy, một số kinh nghiệm tôi là như thế. Bây giờ tôi tỉa nốt cái dài này đó nhé. Để mình xa quá nhỉ. Sẽ lại gần tí, nghe tiếng đường kéo nó sướng quá. Đấy. Đó, chồng chồng lên tí rồi nghe cái đường kéo xoẹt xoẹt.
cây. Đây, qua đây. Đây các bác, thì khi mà cắt thì thi thoảng đứng xa xa ngắm tí cho nó đỡ bị lệch, thì mình đứng sát đấy mình không nhìn, đôi khi mình không nhìn được tổng quát. Và cái nữa mà vì sao mà phải tỉa từ trên xuống dưới, thứ nhất là để đỡ bị hỏng tán, thứ hai là đơn giản là những cái tán ở dưới sau này mình cắt ở trên rơi xuống thì nó đỡ phải nhặt lại một lần nữa những cái rác các bác nhé. Ngoài cho về nhà đó đi nhỉ. Về đến chưa? 3 tiếng về nhà. Thank you.
Dẹp quá. Đi ra rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả? Sao? Rồi, báo cáo các bác. Tạm ổn nha. Đã tỉa là phải tỉa sạch các bạn, thì sau nó mới đều ra một lứa lá rất là đều. Và bác nào có điều kiện thì phun thuốc cho nó kích lá lên, vượt lá lên đều thì sẽ rất là đẹp. Tạm thời thế thì các bác, bây giờ nó cũng muộn rồi. Từ mấy tiếng đồng hồ giờ, bắt đầu đầu chiều rồi, giờ là 5 giờ hơn rồi, 5 rưỡi rồi. Thì mới tạm ổn bác. Đấy, xa xa tí. Rồi. Lại gần tí nha các bác nha. Khoe tí, chả có gì nhiều. Đấy. Lầm nha. Lầm. Lầm phía này nó dày hơn. Lầm phía này dày hơn nha. Đấy, cái phía bên kia nó trượt đầy không? Đó. Rồi. Lâu 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 lâ